âm thầm lặng lẽ giữa dòng đời hối hả. Ngày qua ngày, hình ảnh một cô giáo giản dị và nhân hậu đã rất quen thuộc với mọi người trong khoa nội nhi Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Một không gian không đủ lớn cho bao nhiêu em nhỏ bất hạnh vì đã trót mang cái căn bệnh nghiệt ngã ấy. Sự đau đớn về thể xác đã cướp đi cái tuổi thơ hồn nhiên bay nhảy mà lẽ ra các em phải có. Để bù đắp phần nào cho các em, cô giáo ấy với tấm lòng tận tụy đã thổi một luồng gió mới vào bầu không khí ngột ngạt của nơi này. Đây, để hỏi cô về tên gì, cháu học lâu quá mà không biết cô tên gì. Cô đã nguyện sẽ viết tiếp ước mơ của Thúy, một phong trào do báo Tuổi Trẻ phát động từ năm 2007 bằng một lớp học chữ ngay trong khoa nhi. Lớp học đã được bàn tay cô nuôi dưỡng và chăm chút để trở thành một không gian gần gũi không thể thiếu được, đem đến cho các bệnh nhi liều thuốc tinh thần, thắp sáng tâm trí các em trong chặng đường gian truân phía trước. Cứ đều đặn hai buổi cuối tuần, khi ngoài kia các trẻ thơ khác được vui chơi thỏa thích, thì nơi đây cái hạnh phúc của các em là được ở lớp học này. Căn phòng tuy nhỏ nhoi nhưng tình cô trò thật ấm áp và gắn bó. Gắn bó từ những nét chữ nhỏ mà các em náo nức muốn biết. Gắn bó cả bệnh tình của từng đứa trẻ. Học đây rồi đau cũng là đây. Trong từng khoảnh khắc của các em, những cơn đau và cái hạnh phúc nhỏ bé này đang xen lẫn nhau. May chăng cái niềm vui được đến lớp làm tâm hồn các em phấn khởi mà quên đi phần nào thân thể mình, để chúng tiếp tục sống mà được học. Hình ảnh một cô giáo đầy vẻ giản dị, âm thầm và tình cảm ấy làm mọi người muốn tìm hiểu thêm về cô. Ngày ấy 37 năm về trước, hòa cùng khí thế hừng hực của thanh niên cả nước xung phong đi xây dựng lại quê hương đất nước vừa thống nhất, cô sinh viên Đinh Thị Kim Phấn đã giã từ giảng đường, gia đình, bạn bè, tình nguyện đi lên vùng rừng núi Đại Ngàn, trở thành cô giáo của vùng cao nguyên, mang con chữ đến với trẻ em của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Trải qua 12 năm gắn bó với cuộc sống của đồng bào dân tộc ED ở xã Cư Né, huyện Prong Búc, tỉnh Đắk Lắk, cô Phấn đã cùng họ sẻ chia tất cả những khó khăn thiếu thốn của cuộc sống. Là một khoảng thời gian không phải ngắn để một người có thể hy sinh cuộc sống riêng của mình cho đồng bào dân tộc, cho các em thơ có được những con chữ mà tiếp cận với cái đời thường này. Và cứ thế, cái điều giản dị cô đem đến cho họ lại có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống của những con người ở miền núi ấy. Để rồi, trong cô ngày càng bừng sáng lên ngọn lửa của nhiệt huyết, sự yêu nghề và tấm lòng nhân hậu. Hôm nay trở lại thăm vùng đất xưa mà lòng cô tràn ngập cảm xúc. Gặp lại sau bao năm xa cách, làm người nghẹn ngào khôn xiết. Vẫn những con người ấy, gương mặt ấy, nay có nhiều đổi thay bởi thời gian, càng làm cho tình cảm ùa về, gợi nhớ lại một thời đã qua. Cô Phấn trở thành vị khách quý của buôn làng. Cô Phấn đến đây dạy học cho con em chúng tôi vào năm 1977. Từ đó đến nay, mọi người ở đây đều rất yêu mến cô.
Ở đây ai cũng xem cô Phấn là một người thân trong gia đình. Vì vậy chúng tôi gọi cô Phấn là Hơ Phấn. Khi hay tin cô trở về, mọi người ở đây ai cũng vui mừng như đón một người thân đi xa trở về. Niềm vui được đong đầy khi cô gặp lại những học trò thuở xưa của mình. Tình cô trò thiêng liêng biết chừng nào. Bài học cô dạy không chỉ là chữ viết, mà cả một tấm lòng cô trải bày cho mọi người, để họ nhận được cái hạnh phúc ngày hôm nay. Những học trò bé nhỏ ngày nào của cô giờ đã trưởng thành, nhiều người đã trở thành cán bộ tại địa phương. Sự trưởng thành của tôi hôm nay là nhờ có sự dạy dỗ của cô. Cô ở nơi xa xôi từ thành phố Hồ Chí Minh mà về đây, cô rất là chịu khó, chịu thương mà dạy dỗ cho chúng tôi từng cái chữ. Cô không chỉ là người thầy, người cô mà giống như là người anh em ruột thịt trong gia đình. Sau một thời gian là kia đi học á, là cũng bỏ học một lời dở một vài năm, nhưng mà có cô Phấn là cô đi động viên từng nhà. Nếu trường không có cô đi động viên vậy, chúng tôi là không có như ngày hôm nay. Đời người là một chuỗi ngày dài, mỗi người có một số phận riêng. Song nhờ sự dìu dắt của cô Phấn ngày xưa, đã chọn cho các học trò bé nhỏ của cô một lối đi, một nghị lực sống và vươn lên. Trước kia tôi là cũng là đồng nghiệp với chị Phấn, mà trong thời gian chị là công tác ở địa phương, qua quá trình đó thì chị cũng rất là nhiệt tình trong cái công việc. Mà không hẳn như vậy mà coi như là chị Phấn còn đi gần gũi với bà con nhân dân. Bà con nhân dân rất là coi như là coi chị Phấn như là con của đồng bào dân tộc tại chỗ. Mà chị cũng đã đem hết lòng mình nhiệt tình với cái công việc, trong cũng là hoàn thành tốt cái công việc giảng dạy, mà còn đi sâu đi sát và thực tế cũng đã từng giúp đỡ cho bà con nhân dân. Buôn Đờ Rào hôm nay như mở sang một trang mới. Bao mái nhà mới xây, hình ảnh buôn làng nay thay da đổi thịt. Một cuộc sống mới tương tất hơn nhiều trên cao nguyên này. Trường học nay cũng đổi thay nhiều, không còn cái mái lá lụp xụp năm nào. Nhìn ngôi trường rộng rãi và mới mẻ mà làm cô thấy cảm xúc dâng trào. Gặp gỡ lại các đồng nghiệp cùng chia bùi sẻ ngọt bấy lâu, để hiểu rằng cuộc sống này đáng yêu biết chừng nào khi mình chọn đúng con đường mà mình thích đi. Chuyến về thăm mảnh đất được xem là quê hương thứ hai của cô tràn đầy ý nghĩa. 35 năm sau tôi trở lại thì cuộc sống đã thay đổi rất là nhiều, đặc biệt là nhà cửa, trường học đã thay da đổi thịt. Điều ấy làm tôi rất là vui. Một điều mà tôi cảm thấy vui hơn nữa đó là tình cảm của người dân ở đây cũng như học sinh đã dành cho tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Gần ấy năm trôi qua, trở lại thành phố với bao hình ảnh đẹp về một thời tuổi trẻ gắn bó với núi rừng bao la, đong đầy trong mình những ký ức không thể nào quên được. Hai mươi năm tham gia giảng dạy ở trường tiểu học Đuốc Sống, cô luôn là người thầy, người mẹ, dìu dắt từng em thơ từ những chữ cái đến các bài học về đạo đức, bài học về nhân cách sống và làm người. Đó là điều quan trọng để giúp các học trò thân yêu của cô biết cách sống và trưởng thành. Lòng yêu nghề không bao giờ phai nhạt trong cô. Cô Phấn là một cái con người sống rất chan hòa với mọi người, rất yêu quý đồng nghiệp. Và một cái điều đáng quý nữa là cái sự tận tâm của cô đối với lại học sinh. Là con người sống thầm lặng và cái sự đóng góp của cô thì vô cùng là quý báu. Suốt một cái quá trình làm việc thì cô là một cái con người trung thực, thẳng thắn,
sống hết lòng, hết mình với nghề nghiệp của mình. Qua cái tấm gương của cô Phấn thì chúng tôi cũng chiêm nghiệm lại mình rất nhiều, cũng lấy lý tưởng của cô để mà có thể phấn đấu và làm tốt cái công việc mình đang làm. Hình ảnh cô giáo trẻ ngày ấy bây giờ và mãi mãi vẫn động lại trong lòng mỗi học trò của cô. Món quà cô nhận được từ học trò cũ của mình chính là sự trưởng thành của các bạn, sự trưởng thành về nhân cách sống, về một nghị lực và tâm hồn cao đẹp trong mỗi người. Là những con người bình dị, chân chính, như hình ảnh người cô giáo thân thương của họ. Những ấn tượng của cô đọng lại trong tôi là tôi luôn luôn là phải phấn đấu, luôn luôn là phải có ý thức với cuộc sống cũng như với xã hội, làm tốt, cống hiến cho xã hội. Cô là một tấm gương rất là tốt cho tôi để mà có thể không bao giờ làm điều xấu cả. Khi mà em lớn lên, khi mà em cảm thấy là hiện tại sức mình đang trong cái độ tuổi sung sức nhất, thì khi mà có bất cứ những cái hoạt động nào của tập thể, của xã hội thì em luôn luôn em xung phong đi đầu. Bởi vì khi có ảnh hưởng một phần của cô Phấn, vì đó nên em luôn nghĩ là mình hãy dùng cái hành động của cá nhân mình để thay đổi cái suy nghĩ của số đông. Sẽ hỗ trợ cho cái lớp học chữ của mình. Thì cái lực lượng tình nguyện khi đã đến lớp nghỉ hưu, cô vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp của mình. Và đó là động lực thôi thúc cô đều đặn đến lớp học tình thương này. Mục đích ban đầu của cô Phấn cũng rất đơn giản. Chỉ mong giúp những đứa trẻ bé nhỏ có thể biết viết cái tên của chúng trước khi không còn trên cõi đời này. Một con người không nghĩ cho bản thân, không mưu cầu danh lợi, một tâm hồn cao thượng đáng quý đã âm thầm cống hiến cho cuộc sống này biết bao điều vô giá. Tâm hồn cao thượng của cô giáo Hơ Phấn lan tỏa đến các bạn trẻ, thúc giục tinh thần chia sẻ lòng nhân ái đến cộng đồng. Khi tham gia lớp học này, em bắt đầu em suy nghĩ về bản thân và cuộc sống của em nhiều hơn. Giống như em thấy khi mà vô đây thì hầu như các phụ huynh của các bé đều rất là khó khăn trong chuyện vừa đi làm vừa cố gắng giúp đỡ các em trong chuyện bệnh tình. Em nghĩ vốn dĩ bản thân em đã rất là may mắn, bởi vì thứ nhất là em đã vốn dĩ đã không bệnh tật gì và em có sức khỏe. Thành ra em nghĩ tốt nhất là bây giờ em nên vừa phải phụ giúp mọi người là trong công việc xã hội, và chính bản thân em, động lực của em là vẫn phải cố gắng học giỏi hơn, để sau này có thể về tiền bạc em không có nhiều, nhưng mà có thể sau này sẽ tạo ra được, giống như cô Phấn, là có nhiều thời gian, có nhiều sức của để kêu gọi mọi người để phụ giúp các bé nhiều hơn nữa. Những cái ngày đầu bắt đầu thì rất là khó khăn, nhưng mà hai chị em chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua tất cả và cùng nhau dạy, ở trong đó là hơn 3 năm rồi, và chúng tôi đã không thể dứt ra được là vì tình thương yêu đối với những em bệnh nhi ở trong đó. Muốn gần gũi các em, muốn giúp đỡ cho các em, đem cái niềm vui tới cho các em thôi. Và tôi thấy việc làm của cô Phấn như vậy thì là rất là hay. Và vì vậy cho nên tôi đã không ngần ngại mà bỏ một thời gian để tham gia cùng cô Phấn cho đến bây giờ. Chính nơi đây đang tồn tại những thiên thần bé nhỏ nhưng quá đỗi yếu ớt. Chúng cần một bàn tay nâng đỡ, chúng cần một cuộc sống tinh thần để mà vượt qua cái đau đớn trên chính cơ thể mình. Có đến đây mới chứng kiến được sự khát khao được học và niềm đam mê của các em. Những gương mặt thơ ngây đôi khi quên đi sự đau đớn để nhìn về một điều tốt đẹp trước mắt, là cái hạnh phúc chúng tìm thấy ở lớp học này. Thương cho những mái đầu xanh, giờ đâu còn xanh. Mà thứ 6, thứ 7 mà cô Phấn mà mở cửa lớp học thì con xuống đây con học, học cái con học vui quá, cái rồi hồi con quên đi bệnh tật rồi, mỗi lần mà vô quá chất á, sau những ngày vô quá chất mệt mỏi, con xuống này con chơi rồi con thấy trong người nó khỏe ra, với lại là con thấy là có anh chị, có bạn bè đồ vui, nên là con quên đi bệnh tật của mình. Nhìn các em mà thấy thương cho số phận của chúng, xót xa cho những ai là cha là mẹ hằng ngày phải chứng kiến cái hồn nhiên tuổi thơ của chúng trong sự đau đớn tột cùng bởi bệnh tật.
bù đắp lại là tình cảm chân thành của các cô giáo cùng chung tay dung dán cái không gian nhỏ này thành một lớp học đầy tình người. Nhờ cái lớp học này mà con tôi nó đã quên đi cái phần mà điều trị đau đớn nhức nhối trong suốt thời gian qua. Thì nhờ cái lớp học này mà con tôi nó đã không có nhớ nhà, và tôi rất là mừng khi vô đây điều trị được một cái lớp học tình thương này nhờ các em tình nguyện viên và các cô giáo, đặc biệt riêng là cô Phấn rất là chu đáo, tận tình giúp đỡ và động viên còn hơn cha hơn mẹ nữa. Hờ Phấn vẫn bình dị như ngày nào, cuộc sống cũng chỉ gọi là tạm đủ, nhưng cái điều lòng cô hướng đến đã đem về trong cô niềm hạnh phúc vô biên mà chỉ cô mới có thể cảm nhận vẹn toàn. Niềm vui của cô Phấn là thấy những ngón tay bé nhỏ viết lên những chữ cái đầu đời tưởng như đã tuột mất khỏi tầm tay các em. Nhưng trong lòng cô lại nặng trĩu mỗi khi nghĩ về số phận của bọn trẻ. Có những thứ vẫn còn được cô giữ ở đây, nhưng các em đã rời xa cuộc đời này mãi mãi. Còn lại trong cô những nét chữ run run ngày nào và sẽ theo cô đi hết cuộc đời này. Mà có một cái trái tim nhân ái, không chỉ dừng lại ở cái buổi học, mà nó đem vào trong cô cái suy nghĩ mỗi ngày, trong cái giấc ngủ của cô. Tinh thần của cô Phấn đã làm cho lớp học chữ có linh hồn. Nhờ cái tính chuyên môn cao của cô Phấn, nhờ cái trái tim tình nguyện, cái tấm lòng nhân ái của cô, và còn nhờ thêm cái khả năng về công tác tổ chức của cô Phấn nữa, thì lớp học chữ đã được duy trì không chỉ năm 2009, 2010, 2011, 2012 và còn trong tương lai nữa. 4 năm qua, tôi đã nhận thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết sao mà mong manh như vậy. Nhìn những em bé tuổi còn rất nhỏ mà các em lại phải chịu những đau đớn bất hạnh. Tôi chỉ mong ước mọi người sẽ nhìn thấy và tiếp tục đến để chia sẻ với các bé. Và một cái điều mong ước lớn hơn nữa là nếu phòng học được xây dựng lại và cái chỗ học rộng rãi hơn để tất cả các bé trong khoa nhi được đến học tập và vui chơi, bởi vì thời gian còn lại của các em còn quá ngắn. Trong cuộc sống hối hả hôm nay, giữa dòng đời dòng người vội vã, thật cảm kích khi tìm được một hình ảnh bình dị và nhẹ nhàng, một hành động cao đẹp không toan tính, để có được cái thanh thản trong tâm hồn, cái mà rất khó kiếm tìm khi xã hội đang ngày càng phát triển, lôi cuốn chúng ta theo những thăng trầm của cuộc đời. Cô Phấn như một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, thúc giục chúng ta tinh thần chung tay giúp sức vì cộng đồng hôm nay và mai sau.